Thì Dương xin kính chào quý vị thân mến. Sáng hôm nay thì Dương thấy trên Facebook một cái video của một cậu bé nhỏ chạy lang thang đi bán vé số. Ngày hôm trước thì Dương có nói chuyện với một người bạn của mình ở Việt Nam á. Thì Dương nói với bạn mình thế này nè. Thì Dương đã ở nước ngoài 6 năm rồi, thì Dương không còn ở Việt Nam nữa. Cho nên là những cái hình ảnh mà trẻ em nghèo đi bán vé số, đi xin ăn hoặc là những người già đi lang thang đó, là gần như 6 năm nay những hình ảnh nó dần tan biến trong cái đầu óc của Thùy Dương rồi, không còn nữa. Cho nên là Thùy Dương không biết bây giờ cái tỷ lệ, cái mức độ mà người nghèo, người ăn xin ở Việt Nam nó như thế nào, nó giảm ra làm sao. Thì người bạn của Thùy Dương có nói là nó cũng vậy đó, nó người trẻ em thì cũng đi ăn xin vậy chứ nó không có giảm hơn đâu. Và người nghèo thì cũng đi lang thang cơ nhỏ vậy đó. Thật sự ra quý anh chị, thật Dương khó chịu. Trong bây giờ bản thân thì Dương bị thay đổi rất là nhiều. Cái thứ nhất là cái ngôn ngữ thì Dương thay đổi. Cái thứ hai là thì Dương không còn thấy cái gì ở Việt Nam nữa. Thì Dương chỉ còn thấy qua một cái video. Có nghĩa là thì Dương chỉ nhìn thấy sự việc qua cái camera của người ta thôi, chứ thì Dương không còn thấy tổng quát cái sự việc ở Việt Nam như ngày trước thì Dương ở Việt Nam thì Dương nhìn nữa. Cho nên đó là một cái mà khi nói về cái vấn đề Việt Nam thì Dương sẽ bị nói nó không có chính xác như ngày trước nữa ha. Nhưng mà thì Dương nghĩ rằng là tình hình ở Việt Nam á, và thì Dương suy theo cái bản chất của cộng sản á, thì từ xưa tới giờ nó không có làm kinh tế được. Anh chị thấy không, nó vụ cái vụ đất đai thôi á, không làm kinh tế được, không sản xuất được, không buôn bán, không xuất khẩu những cái sản phẩm nông sản, những cái sản phẩm trái cây ra nước ngoài được. Và người tài ở Việt Nam không được phép sản xuất những cái sản phẩm mà nó phục vụ cho cuộc sống, nó không sản. Người tài ở Việt Nam có quý vị, có nhiều lắm. Thậm chí ngày hôm qua Thùy Dương cũng nhận được cái mail của một cái người bạn ở trong Việt Nam gửi ra. Có nghĩa là họ đã có những cái công trình nghiên cứu sáng tạo, tạo ra cái sản phẩm giúp ích cho cái ngành nông nghiệp. Nhưng mà họ gửi mail, họ gửi đơn, họ gửi thư xin để mà nhận cái hỗ trợ đầu tư vốn tiền bạc anh chị, thì họ nhận được cái sự im lặng. Họ không nhận được cái sự trả lời, người ta nhận mail xong người ta im lặng, người ta không nói năng gì hết á. Có nghĩa là họ không, những cái người tài ở Việt Nam không nhận được cái sự đầu tư, cái sự giúp đỡ. Thì nói tới khúc này thì Dương bực mình lắm anh chị, cho nên cái đất nước Việt Nam á, nó kỳ cục lắm luôn. Bây giờ thì Dương sẽ quay lại cái chuyện em bé đi bán vé số. Anh chị thấy cái clip em bé đi bán vé số, cái clip này á, nó dài tới 8 phút lận. Nhưng mà vì cái người tạo ra cái video này, mục đích của họ là họ cũng kiếm tiền và chạy quảng cáo cái gì đó Thùy Dương không biết. Nhưng mà Thùy Dương chỉ lấy một cái khúc nhỏ để Thùy Dương dẫn chứng mà thôi. Và Thùy Dương dựa vào trong đây Thùy Dương phân tích đó quý vị. Chứ còn cái video dài á, anh chị sẽ thấy cái cậu nhỏ này nè, chạy tới chạy lui trên cái con đường xe cộ đông đúc để mà mời bán vé số thì cũng có người dừng lại mua. Và cậu này thì cậu không có nói chuyện được à, cậu ta nhỏ xíu, cậu ta khoảng 3 tuổi rồi nhưng mà chỉ ú ớ thôi chứ không có nói chuyện được. Thì Dương phân tích như thế này: mình loại cái trường hợp là người lớn lợi dụng trẻ em để mà đi kiếm tiền mình không nói ha. Anh chị có biết không, ngày xưa thì Dương không ra khỏi Việt Nam thì Dương không thấy những cái sự việc này là bất bình thường. Tại vì mình cứ nghĩ rằng là tại vì họ nghèo cho nên đi họ đi bán vé số, những đứa em nhỏ phải làm như thế, và thì Dương chấp nhận được ha. Tại vì trong cái xã hội đó nó tuyên truyền hay lắm, cho nên mình thấy hình ảnh đó nó rất là nhiều. Thì cái đó là số phận của các em nghèo thôi. Nhưng mà khi Thùy Dương đi ra nước ngoài thì Thùy Dương không còn nghĩ đó là cái số phận nữa, mà đó là một cái sự bóc lột quá kinh khủng từ phía bộ máy lãnh đạo của quốc gia. Tại vì sao anh chị, Thùy Dương đến một cái quốc gia này Thùy Dương mới thấy là tại sao cái quốc gia của người ta đó có người dân, có lãnh đạo, nhưng mà tại sao cái quốc gia của người ta không để trẻ em nó đi ăn xin, nó đi bán vé số dạo như vậy. Và Thùy Dương biết là Thùy Dương đã nói cái sự việc đó rất là nhiều lần rồi, nhưng mà có thể là quý vị sẽ không hình dung ra được. Đó là với những người trong Việt Nam ha, không hình dung ra được tại sao. Bây giờ Thùy Dương hỏi anh chị, bây giờ Dương giả sử một con số cụ thể. 100 người dân đi đóng thuế, 100 người dân đi làm đóng thuế, nuôi trong cái xã hội đó không phải là ai cũng nghèo, ai cũng già, ai cũng có trẻ em nghèo khổ. 100 người đóng thuế đó, và trong cái xã hội đó có 10 đến 15 người, trong đó 10 đến 15 người là người già và người trẻ. Cái xã hội của người ta sẽ làm gì? 10,
15 người trong đó có người già và trẻ em đó, người ta không có đi làm được, người ta không đóng thuế. Thì chẳng lẽ 15 người đó họ phải đi ăn xin ở ngoài đường, họ bị loại khỏi cái cuộc sống xã hội và họ phải đi ăn xin, và trẻ em phải đi lang thang như chúng ta thấy? Không phải. 100 người kia họ lao động, họ đóng thuế, thì cái chính phủ đó đó họ sẽ lấy cái tiền thuế của người dân. Ví dụ bây giờ tôi nói với anh chị, 100 người đó họ lấy tiền thuế tỷ lệ là 10, 20, 30, 35% tùy theo. Và 100 người đi làm đó họ sẽ có cái mức lương khác nhau. Có người mức lương rất là cao, mức lương vừa vừa, mức lương thấp. Và tất cả mọi người đi làm phải đóng thuế hết. Một đồng tiền đi làm phải đóng thuế. Và dĩ nhiên cái tiền thuế đó đóng để chăm sóc, phục vụ lại cái cuộc sống của họ, chứ không phải cái tiền thuế đó đóng để rồi mất đi luôn. Thì người ta sử dụng cái tiền thuế đó để làm gì quý vị? Người ta sẽ trích cái tiền thuế đó để người ta lo vào cho cái cuộc sống của 15 người, trong đó có người nghèo, có người già và trẻ em nhỏ. Thì cái tiền thuế đó lo những gì cho người già? Lo cho người già có cái miếng ăn hàng ngày để họ không đi xin ăn. Nếu người nghèo, nếu người già đó không có chỗ ở thì cái tiền thuế đó sẽ được trích để cho cái người già đó họ có chỗ ở. Còn trẻ em thì sao? Trẻ em thì cái tiền thuế đó được trích ra để cho trẻ em đó có ăn uống đầy đủ, cho trẻ em đó được đến trường học đầy đủ mà không cần phải bận tâm cái chuyện là cha mẹ nó không có tiền. Và tuyệt nhiên cái chuyện mà trẻ em mà đi lang thang như vậy là một cái điều vi phạm pháp luật. Nếu cha mẹ, cái độ tuổi người ta quy định là từ lớp 1 cho tới lớp 10 là trẻ em phải đến trường học. Nhưng vì cái lý do gì đó mà trường học hoặc là cái đô thị nơi mà đứa trẻ đó ở thấy đứa trẻ không đi học thì lập tức giáo viên vào cuộc, đô thị vào cuộc và sau đó là cảnh sát vào cuộc nếu sự việc trở nên nghiêm trọng. Và nếu như cha mẹ, con cái đến độ tuổi đi học mà không cho trẻ em đi học mà bắt nó ở nhà thì dĩ nhiên sẽ có những cái hình phạt rất là nghiêm, rất là khó và rất là nặng nề đối với những người cha, những người mẹ đó. Và những cái đứa trẻ nhỏ mà để nó lang thang như vậy anh chị, thì dĩ nhiên cha mẹ sẽ chịu hình phạt rất là nặng. Tại sao cha mẹ lại để những cái đứa trẻ mà nó đi lang thang như vậy? Cho nên tôi nói với anh chị, cái vấn đề sinh con ở nước ngoài á, nó còn có một cái trách nhiệm nữa, chứ không phải là sinh con để cho vui nhà vui cửa. Còn ở Việt Nam á, đôi khi một cái đứa con được sinh ra nó là một cái công cụ để sinh tồn, để cha mẹ sống còn. Trong cái xã hội Việt Nam nó dễ sợ lắm. Cái tình thương của một cái người cha người mẹ khi mà muốn có một cái đứa con á, là họ mong muốn có đứa con hạnh phúc. Nhưng mà trong cái xã hội Việt Nam thì Dương nói không phải là tất cả, nhưng mà ở một cái quốc gia bên ngoài anh chị thấy người ta sinh con ra là cái tình thương, cái trách nhiệm của người ta dành cho đứa con rất là lớn. Đó là cái chung luôn anh chị, tất cả mọi người đều như vậy, cái xã hội của người ta như vậy. Người ta khi mà người ta biết rằng người ta sinh đứa con đó ra là người ta chuẩn bị tất cả mọi thứ để làm sao á, người ta có thể có thời gian để mà người ta có thể giáo dục, người ta chăm sóc được một đứa con, người ta dạy được một đứa con. Tại vì anh chị biết con nít rất là khó để mà chăm sóc, nó khóc, nó la, nó có những cái cử chỉ, có những hành động mà mình phải, người lớn phải có đủ trình độ, có đủ cái sự hiểu biết thì mới có thể giúp nó vượt qua những giai đoạn đó để nó lớn lên, nó trở thành một cái người tử tế, một cái người tốt được. Nó còn như ở Việt Nam bên chị thấy rằng là nhiều người sinh con ra, đẻ con nhiều ra, cha mẹ nghèo khổ rồi đẻ con nhiều ra để chi? Thậm chí anh chị biết có nhiều cha mẹ sẵn sàng đẩy con đi xuất khẩu lao động luôn, phải bắt người ta phải đi, có nghĩa là thấy người hàng xóm có con đi xuất khẩu lao động đó. Thì Dương biết, thì Dương dùng từ xuất khẩu lao động, có nhiều quý cô chú anh chị nghe sẽ khó chịu, nhất là quý cô chú anh chị em sống ở nước ngoài thì Dương nghe cũng khó chịu nữa. Bây giờ thì Dương cũng không biết dùng từ gì để thay thế, buôn bán nô lệ hả? Buôn bán nô lệ hả quý vị? Không có một thực sự anh chị đi sự đi mà gọi là đi lao động giữa cái quốc gia này tới quốc gia kia đó. Thì cũng có ha, có người Philippines cũng đến Na Uy họ làm việc đó, họ đến Na Uy họ làm việc. Và anh chị biết không, thì Dương không biết những cái quốc gia đó như thế nào, nhưng mà quốc gia Việt Nam muốn rời khỏi Việt Nam đó anh chị thì phải trả một cái số tiền. Thì Dương sợ, thì Dương tập trung vô cái đề tài này thì nó sẽ loãng cái đề tài kia đi. Cái chuyện mà xuất khẩu lao động thì Dương sẽ nói sao đó. Thì bây giờ đó anh chị biết không, là cha mẹ đẻ con ra với cái mục đích, có nhiều người dùng con như một công cụ để sống còn vậy đó. Giống như là mình kiếm tiền ít quá, mình đẻ con ra để nó đi làm phụ mình kiếm thêm một đồng tiền. Cái đó là một cái sự tàn nhẫn, một cái sự suy nghĩ rất là ấu trĩ của người cha người mẹ. Nhưng mà cái đất nước Việt Nam anh chị, nó làm cho người ta dân trí thấp để mà nó trị. Cho nên những người cha người mẹ đâu có thể nào có thể suy nghĩ sâu xa hơn
suy nghĩ lâu dài hơn. Tôi sinh con ra tôi phải có trách nhiệm với con này kia nọ. Họ vấn đề là bây giờ làm sao để cho đẻ đứa con ra để kiếm tiền phụ cái đã, chứ còn không quan trọng là đẻ đứa con ra mình sẽ nuôi dạy nó như thế nào, nó lớn lên nó sẽ học hành ra làm sao, rồi mai mốt cái cuộc đời của nó không có học vấn gì hết á, thì nó sẽ sống nổi hay không, rồi nó đi làm như thế nào, cuộc sống nó vất vả như thế nào, quý anh chị có biết không? Đến bây giờ thì quý anh chị cũng biết Thùy Dương có một đứa con đúng không? Thật sự đôi khi Thùy Dương cứ hỏi bé Hùng hoài, con thấy cuộc sống này có vất vả với con không Hùng? Tại sao anh chị? Khi mà bé Hùng sáng nó đi học đó, trong cái hoàn cảnh là trời mưa, trời tuyết rơi anh chị, mưa bay bay nó ướt người, sáng phải dậy sớm rồi đi học, mang ba lô đi. Trời ơi, Thùy Dương thấy Thùy Dương tội quá anh chị. Thùy Dương nói trời ơi, sao mình đẻ con ra thì nó cực dữ vậy nè trời. Thà là mình cực hết cuộc đời của mình rồi mình mất đi rồi xong hết rồi, còn bây giờ mình đẻ đứa con ra cái mình để nó đi, sáng nó đi vậy trong trời mưa trời gió như vậy, mà trong khi anh chị biết cái đất nước Na Uy nó sướng vậy mà Thùy Dương còn cảm thấy cái lương tâm của mình nó bị cắn rứt nữa. Có nghĩa là mình thấy mình đẻ con ra để nó khổ, nó cực chứ nó có sung sướng gì đâu. Nhưng mà Thùy Dương hỏi với Hùng, với con thấy cuộc sống của con có cực không Hùng? Con đi học sáng như vậy, trời mưa, trời gió, rồi tuyết rơi này kia nọ, nó lạnh lẽo như vậy đó. Thì bác Hùng nó nói không, con đâu có cảm thấy cực gì đâu, con cảm thấy vui. Thì lúc này Thùy Dương cảm thấy có đỡ, có tội với con mình. Thật sự luôn. Đó, thì vấn đề giáo dục là một chuyện, nhưng mà đẻ con ra cho nó việc anh chị, để nó đối mặt với rất là nhiều cái thứ trong cuộc đời. Thì cho nên cha mẹ phải có một cái trách nhiệm với nó. Nhưng mà làm con người thì Dương nói với anh chị là làm con người đã khổ dữ lắm rồi, rất là khổ rồi. Mà bây giờ nó sinh ra nó trong một cái môi trường mà phải nói là nó bị sinh ra trong cái sự tính toán. Nó bây giờ nó đẻ ra nó nghèo, nó khổ, nó sống cù bơ cù bất, đi xin đầu này đi chạy bán cái số đầu kia anh chị, nắng nôi. Trời ơi, nhìn cái đứa trẻ rất là tội luôn. Mà ở trong Việt Nam thôi anh chị, 6 năm nay Thùy Dương ở Na Uy, Thùy Dương không thấy cái hình ảnh đó. Và Thùy Dương cũng hỏi ở Canada, Thùy Dương hỏi Anh, Thùy Dương hỏi Úc, hoặc Thùy Dương hỏi một số cái quốc gia khác, ở Đức nè, ở Đan Mạch nè anh chị, Thùy Dương cũng đến Đan Mạch, Thùy Dương đến Đức rồi, Thùy Dương đến Thụy Sĩ rồi, Thùy Dương đến Malaysia, đến Singapore rồi anh chị ơi. Không có quốc gia đó, những cái quốc gia Thùy Dương tới nó không có cái hình ảnh như mình thấy ở Việt Nam quý vị. Không có thấy luôn, nó chạnh lòng, nó đau dữ lắm luôn, tội lắm anh chị. Thì cái điều này để cho anh chị biết được rằng là cái đất nước của mình, cái cộng sản nó bóc lột từ một cái đứa trẻ nhỏ cho đến một cái người già nó không tha luôn. Trời ơi, thay vì cái tuổi trẻ nhỏ là cái tuổi hồn nhiên, nó ăn, nó chơi và cha mẹ phải có thời gian chăm sóc cho nó để cho nó trưởng thành anh chị. Ở nước ngoài con nít nó cha mẹ nó cưng lắm anh chị, từng giai đoạn. Bây giờ đang trong cái mùa này là cái mùa nghỉ lễ phục sinh nè, thì những người cha người mẹ sẽ dẫn những đứa trẻ nó đi chơi xa, nó lên núi hoặc là đi du lịch ở những quốc gia khác. Và đáng lẽ trong cái giai đoạn này thì Dương cũng đi du lịch ra khỏi Na Uy luôn anh chị, nhưng mà tại vì cái giấy tờ của Thùy Dương nó có một số cái một, tại vì trong giai đoạn này Thùy Dương đang làm lại giấy tờ mới đó anh chị, cho nên là Thùy Dương không có rời Na Uy được, Thùy Dương không có đi được. Chứ đáng lẽ là giờ này chắc có lẽ là Thùy Dương cũng dẫn với Hùng đi du lịch ở một số nước ở châu Âu rồi đó, chứ Thùy Dương không có ở nhà đâu. Tại vì thì bé Hùng nó đã được nghỉ cái lễ phục sinh rồi, nghỉ từ thứ sáu tuần vừa rồi đó, là cái ngày cuối để nó học, và nó nghỉ thứ bảy chủ nhật, và bước qua cái tuần này anh chị là được nghỉ thêm tuần lễ gần 10 ngày, là thường thường sẽ có một cái chuyến đi chơi xa đó. Thì Dương cũng biết cái tuổi thơ của trẻ em của bé Hùng nó trôi qua rất là nhanh. Nếu ngày hôm nay thì Dương không có dẫn bé Hùng đâu chơi thì mai mốt nó qua rồi, mai mốt lớn nó sẽ có gia đình, cuộc sống riêng của nó, thì nó sẽ không còn như bây giờ. Nó thậm chí là những thời gian đầu tiên Hùng qua Na Uy đó anh chị, thì bé Hùng còn quay quần bên Thùy Dương. Chứ giờ mà Thùy Dương đi đâu, Thùy Dương hỏi Hùng đi với mẹ không, nó đâu có đi đâu. Nó không có muốn đi, mà Hùng nó không muốn đi, Thùy Dương cũng đâu có ép được. Đó là Thùy Dương chia sẻ cho anh chị biết là một cái đứa trẻ, trời ơi, mình thấy mình thương lắm, nhưng mà gần như ở phía Việt Nam á, họ chối bỏ những hình ảnh này và họ xem nó là chuyện bình thường. Tại vì nghèo cho nên là để trẻ em đi bán vé số là bình thường, không có đâu, nước ngoài người ta không có để như vậy đâu quý vị. Và để không có chuyện nó xảy ra thì dĩ nhiên cái tiền thuế của người dân nó phải được sử dụng như thế nào. Ở Việt Nam họ làm trên 9 triệu rồi, đóng thuế rất là nhiều, thì không hiểu lý do tại sao cái tiền thuế đi đâu mà cái hệ thống mà gọi là chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam không có miễn phí cho người dân một đồng nào hết, và hệ thống giáo dục cũng không miễn phí cho người dân một đồng nào hết. Ở bên đây nó miễn phí nhiều thứ lắm, mà Việt Nam chỉ cần hai cái mảng đó thôi mà làm không nổi, mà mình vô là nó cứ tấn công mình thôi.
nó cứ che đậy để nó mà nó vơ vét bóc lột. Không phải Việt Nam vừa mới trải qua chiến tranh anh chị, vừa mới trải qua chiến tranh anh chị, nhìn đất nước Ukraine nha anh chị, quan sát nha. Đó, anh chị nếu mà ở đất nước Ukraine mà nó kết thúc chiến tranh, anh chị coi người ta xây dựng lại đất nước như thế nào nè, anh chị coi. Bây giờ đất nước Việt Nam 47 năm rồi, không còn mới phải trải qua chiến tranh nữa. Đây là một cái sự cướp bóc bóc lột tàn bạo của Cộng sản, của chủ nghĩa Cộng sản. Và nó cần phải thay đổi quý vị. Trời ơi, nhìn đau lòng lắm luôn anh chị. Một đứa trẻ nhỏ đáng thương, rất là thương. Nó, tuy nó không phải do Thùy Dương sinh ra, Thùy Dương không đẻ nó ra và nó không phải cháu ruột của Thùy Dương, nhưng nó là em, là con, là cháu của mình. Nó là những cái thế hệ sinh sau mình, và mình là người lớn, mình phải có trách nhiệm cho tụi nó, chứ không phải là mình phải là mẹ nó, phải là dì, phải là cô ruột của nó. Không phải, đây là những đứa trẻ, là con, là cháu của mình, những cái thế hệ sau của mình thương con mình như thế nào thì mình cũng phải thương cháu, những cái đứa nhỏ nó giống như vậy. Nhưng mà mình làm sao ở Việt Nam mình lo cho con mình không nổi nữa thì làm sao mình lo cho những đứa cháu này? Thì cái trách nhiệm này nó phải thuộc vào những người lãnh đạo. Và khi mà lãnh đạo họ vô tâm, họ vô trách nhiệm như vậy thì người dân phải có trách nhiệm lên tiếng. Nhưng ở Việt Nam, nếu mà người dân lên tiếng, người dân bị bắt bỏ tù. Nó làm cho người dân không thể nào thực hiện cái quyền, cái trách nhiệm của mình đối với những đứa em, đứa cháu của mình được luôn. Thì Dương hỏi anh chị, tại sao mà Thùy Dương chống Cộng sản? Mình phải lên tiếng để giảm bớt cái chuyện đó, ngăn hoàn toàn và không, tuyệt đối không để cho những đứa trẻ nhỏ này sống như vậy. Bất cứ một đứa trẻ nào sinh ra trên cuộc đời này đều có một cái quyền được chăm sóc, được yêu thương, dạy dỗ từ phía gia đình và xã hội. Không thể nào mà bỏ rơi như vậy. Cho nên là tại sao Thùy Dương lên tiếng, anh chị biết, anh chị thấy Thùy Dương rồi. Thùy Dương ở một cái quốc gia này, con cái của mình nó đầy đủ dữ lắm luôn. Nó đi học, nó đi bơi này cái nọ đầy đủ dữ lắm anh chị, rất là sướng. Không có cái lý do gì để mà Thùy Dương trở thành một phản động giống như anh chị nghĩ hết trơn. Nhưng mà mình thương xót anh chị, không thể nào mình giúp nổi. Thì mình phải lấy cái tiền thuế của người dân đóng đó, mình lo cho cái xã hội, lo cho những người họ hoàn cảnh khó khăn để nâng đỡ cho họ lên nó. Chứ không phải là cứ vơ vét bóc lột anh chị. Đó, vẽ dự án công trình bây giờ là bắt rất là nhiều người giàu có Việt Nam. Tại vì sao? Tại vì cái bản chất Cộng sản là không làm kinh tế được nha quý vị. Nó, và cái hình, cái video này Thùy Dương quay cho anh chị đó là nó mới vừa được đăng trên Facebook cách đây một ngày mà thôi. Thì có nghĩa là 6 năm trước Thùy Dương đi, tới 6 năm sau thì cái chuyện mà trẻ em đi bán vé số nó còn rất là nhiều ở Sài Gòn và nó không có thuyên giảm. Và trẻ người già cũng vậy, nó không có thuyên giảm luôn. Thùy Dương chỉ sợ là nó đã giảm rất là nhiều so với thời gian Thùy Dương đi thôi. Nhưng mà bạn bè của Thùy Dương nói nó không có giảm đâu Thùy Dương ơi. Nó nhiều lắm. Vừa mà vô cái quán ngồi đặt đít xuống là tụi nó rất là nhiều bán vé số, đi ăn xin nhiều lắm, ban đêm ban hôm tội lắm. Thì cái video này Thùy Dương làm lại ở đây. 30 tháng 4 ha, là cái ngày mà đánh dấu một cái miền Nam Việt Nam bị tan thương và hàng triệu người Việt phải bỏ nước ra đi. Nhưng mà anh chị biết 47 năm trước người ta bỏ nước ra đi, người ta te tua tơi tả, nhìn ai cũng ngơ ngác, cái bộ mặt sợ hãi. Mà bây giờ anh chị 47 năm, người ta đã bám rễ, người ta đã có một cái cuộc sống rất là tốt và họ đã thay đổi diện mạo, gương mặt, hình thái, hình dáng của họ rồi. Ngày xưa họ đi trong cái trạng thái là quần áo cũ mềm, mặt mày xơ xác, xanh xao, gầy gòm. Nhưng mà bây giờ anh chị là họ đã có nhà, có cửa, có xe ổn định rồi. Và trong túi của họ dĩ nhiên là tiền phủng vỉnh rồi anh chị. Tiền đô này kia nọ. Họ thay đổi dữ lắm. Nhưng mà người ở lại Việt Nam á, vẫn xanh xao, vẫn gầy guộc, vẫn ốm yếu, rất là đáng thương luôn. Đó. Thì Thì Dương cũng chỉ cố gắng, Thì Dương lên tiếng thôi. Thì Dương để cho anh chị thấy là cái sự khác biệt ha. Để ngày xưa Thì Dương còn ở trong nước đó, không có ai chia sẻ cho Thì Dương biết rằng là ở nước ngoài đó, người ta có như vậy hay không. Thì Dương gần như mò mẫm đi trong bóng tối anh chị. Cho đến khi Thì Dương đến nước Na Uy rồi đó, Thì Dương mới được mở mặt, mở mày. Thì Dương mới được có cái hiểu biết thêm. Chứ còn ngày xưa Thùy Dương ở trong nước, Thùy Dương nghĩ rằng là thế giới mà ở đâu cũng vậy, ở đâu mà không có người giàu người nghèo, tự mình suy nghĩ như vậy thôi anh chị. Nhưng mà cái mức độ của người ta nó không có kinh khủng như vậy. Thùy Dương chắc chắn một điều với là quý vị luôn, ở bên Na Uy này quý anh chị sẽ không bao giờ thấy một cái đứa trẻ nhỏ nào đi ăn xin hết, không bao giờ có. Thùy Dương dám lấy cái sự uy tín của mình để Thùy Dương đảm bảo. Còn mà người đi ăn xin, như nói với anh chị, người Na Uy đã nói là người Na Uy rồi á, thì anh chị là được chăm sóc tới tận răng luôn. Còn những cái người mà người ta đứng ngoài đường á, anh chị là do họ thích sống như vậy. Chứ còn chắc chắn một điều là
đất nước này không bỏ rơi ai hết, không để cho ai mà sống cơ nhỡ khó khăn hết, có nhà, có cửa, có đồ ăn thức uống đầy đủ. Cỡ nào cũng chính phủ Na Uy người ta cũng chăm sóc cho đầy đủ hết quý vị. Rồi thì Dương xin dừng cái video lại đây ha. Nhớ nhấn cho Thùy Dương một cái like anh chị. Nhấn để làm gì để anh chị bảo vệ cái kênh của Thùy Dương, để vượt qua những cái thuật toán của YouTube, chứ không phải là quý vị nhấn cho Thùy Dương một cái like có nghĩa là quý vị bị này bị kia ha. Thùy Dương cảm ơn quý vị và xin dừng cái video ở đây nha quý vị.